Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nói về những cái đặc tính của chó. Thế nào là đặc tính của chó? Nó có bao nhiêu điều? Nó như thế nào gọi là đặc tính của chó? Thì khi mà mình nuôi chó thì đôi lúc mình cũng phải nghiên cứu và hiểu một chút. Mình từ từ mình sẽ tìm hiểu về cái cạnh tôn giáo, tín ngưỡng, dân gian. Bây giờ thì mình mới bắt đầu mình tìm hiểu về vấn đề cái top 5 đặc điểm nổi bật nhất của loài chó. Mình xin ra chân thành chia sẻ với bạn như sau. Top 5 đặc điểm nổi bật nhất của chó. Chó là một trong những loài động vật đầu tiên được con người thuần hóa. Chúng đã trở thành một người bạn vô cùng thân thiết và gần gũi với con người trong suốt 18.000 năm qua. Vì sao chó lại trở nên gần gũi với con người như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Thứ nhất, chó rất trung thành với chủ. Theo các nhà khoa học, chó có được con người thuần hóa từ hàng ngàn năm trước, từ khi loài sói bắt đầu được tiến hóa. Sói vốn là loài sống theo bầy và luôn nghe theo sói đầu đàn, nên chúng luôn có những mối liên kết đặc biệt với những con khác trong bầy của mình. Dần dần trong quá trình tiến hóa và được thuần hóa, chó trở nên hiền và nghe theo chủ nuôi của chúng hơn. Đặc biệt, đặc tính trung thành vẫn luôn được chúng giữ lại. Cố vấn khoa học của một hội chống ngược đãi động vật Hoa Kỳ, ông Stephen Savitsky, cho biết khi được nhận nuôi thì chó sẽ coi chủ nhân như một thành viên trong bầy đàn của mình. Trên thực tế, chó luôn giúp chủ nhà trong nhà, đôi khi chúng được huấn luyện để có thể làm các việc vặt như phục vụ nhu cầu giải trí con người. Chúng không bao giờ phản bội chủ, luôn một mực trung thành từ khi còn nhỏ tới khi chúng già yếu. Thứ hai, chó làm chúng ta vui vẻ hơn. Chó rất thích được no đùa với chủ. Mỗi khi chủ đi đâu về, chúng sẽ quẩy đuôi mừng tít mít, quấn quýt, thậm chí nhảy chồm lên mừng. Khi chủ đi xa, chúng sẽ chăm ngóng và nhớ chủ rất nhiều. Hàng ngày có một chú chó luôn bên cạnh vui đùa cùng mình như thế, tâm trạng của chúng ta sẽ thoải mái và thư giãn hơn. Chó rất có hiệu quả trong việc giúp con người giảm stress, tăng hứng thú với công việc hơn. Các chuyên gia của tạp chí Softail và Adminal có một cuộc khảo sát với những người nuôi chó mèo. Câu hỏi về tần suất họ cười khi sở hữu một hoặc nhiều thú cưng, và câu trả lời đều cho họ cảm thấy vui vẻ, cười nhiều hơn so với người nuôi các con vật khác. Cái thứ ba, chó biết trong nhà. Chó như một chiếc còi báo động của gia đình. Bất cứ khi nào có người hoặc vật thể lạ vào nào xuất hiện, chúng sẽ sủa to lên để mọi người có thể biết. Thậm chí nếu đối phương có dấu hiệu tấn công, chúng có thể xông lên chiến đấu để bảo vệ con người. Thứ tư, chó hiểu được cảm xúc của chủ. Nếu bạn vui vẻ, chó cũng sẽ vui vẻ như chủ. Chúng sẽ chạy nhảy tung tăng, quẩy đuôi đi theo chủ mọi nơi. Nhưng nếu bạn buồn, chúng cũng sẽ ủ rũ nằm im, thi thoảng ngước mắt lên nhìn hay rút đầu vào lòng chủ. Chúng có thể cảm nhận rõ rệt được mọi cảm xúc vui, buồn, tức giận của chủ nhân. Thật đáng yêu vậy không? 5. Chó luôn yêu thương chủ vô điều kiện. Dù lúc cuộc sống khá giả hay khó khăn vất vả như nào, ăn uống ra sao, chúng luôn luôn ở bên bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn có biết chú chó của ông lão Lao Phan không? Đây là một trong người
10 chú chó nổi tiếng thứ nhất về lòng yêu thương và trung thành với chủ cho đến tận lúc chết. La Phan là một người đàn ông bình thường, sống một mình, không giàu có, không có địa vị cao trong xã hội và có rất ít bạn bè. Chú chó này đã trở nên ở bên ông cho đến khi ông qua đời vào tuổi 68 năm 2011, và nhất quyết không chịu rời khỏi mộ, đói, mặt khát hay mưa gió. Cuối cùng người dân trong làng đành phải xây chú chó một chỗ trú ẩn bên mộ của chủ. Vậy chó có rất nhiều đặc điểm có ích cho con người. Với những ai chưa có một em cún bên mình thì hãy mau tìm cho mình một người bạn trung thành đồng hành cùng mình nhé. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe những cái chia sẻ về những đặc tính của chó, nhất là chó ta của mình, không phải chó kiển, chó ngao hay là chó gì cần phải là quý phái cao sang, nhưng mà chúng ta biết nuôi, biết dạy cho chúng thì chúng sẽ có những cái tích cực đáp trả lại cho mình bằng những cái ân tình thân thiết. Nhưng mình cũng mới vừa nuôi hai em này, nhưng mà mình cảm thấy hai em này rất là vui, rất là thích thú. Nó hiểu hết, hai con bé đây rất là hiểu Ken và Bông, hiểu hết mình nói như thế nào, mình ra làm sao, mình giận dỗi thế nào, biết hết, hiểu hết, hay lắm các bạn. Các bạn thử nuôi, thử thả tâm hồn vào, chứ đừng nuôi kiểu như cái ngựa sinh hoa là sẽ không có kết quả đâu. Các bạn nuôi cũng bình thường thôi, nhưng mà các bạn đừng cho nó làm theo ý của nó. Bạn dạy biết dỗ dành nó, biết nói nhỏ nhẹ nó đó, như mình rờ rờ đầu mình dỗ dành, không bao giờ la hét nữa. Từ lúc mà mình tắm xong bỏ trong lòng cho đến tới khi mình giật nghĩ luôn, chưa bao giờ nó la nữa. Hay gì đó, mình nói nhỏ nhẹ đó. Tắm xong ở trời mưa gió con người ra ngoài dơ, nó nghe các bạn, nó không la không gì, nó nằm im ru, hay lắm, tuyệt vời. Xin cảm ơn các bạn đã xem video, cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Xin chào tạm biệt.